Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chơi Chợ trên kênh truyền hình quốc tế Nét Việt VTC10. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở trung tâm các trường đại học lớn của Hà Nội như Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí Tuyên truyền hay trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, thì chợ Nhà Xanh được biết đến với rất là nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ tới đây mua sắm. Và trong chương trình Chơi Chợ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu và khám phá về khu chợ đặc biệt này. Quý vị và các bạn cũng có thể thấy là rất nhiều những mặt hàng đa dạng và phong phú được bày bán ở đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mặt hàng này. Xin chào bạn. Dạ, vâng, chào anh ạ. Bạn tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Phương Linh ạ. Phương Linh đang học trường nào? Dạ, em là sinh viên của trường Kinh tế Quốc dân. Trường Kinh tế Quốc dân, vâng. Cũng cách đây khá là xa đấy. Vậy thì tại sao hôm nay Phương Linh lại biết đến cái phiên chợ xanh này nhỉ? Là chiều nay em được nghỉ học thì bạn em có giới thiệu là chợ này có bán hàng sinh viên giá khá là rẻ, thì em muốn lên qua đây xem thử lần đầu. Phương Linh có hay lên với lại phiên chợ xanh này không? Dạ không, đây là lần đầu tiên em đến đây ạ. Đây là lần đầu tiên đến với phiên chợ xanh. Vâng. Vậy thì ngày hôm nay thì Phương Linh có muốn là cùng tìm hiểu về cái phiên chợ này với lại nhóm phóng viên không ạ? Tức là anh hôm nay là đang đến đây để tìm hiểu về chợ xanh đấy ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thế thì em rất là sẵn lòng ạ. Xin mời bạn hãy cùng tôi vào trong trang này nhé. Chị ơi, giày dép ở đây thì mình lấy ở đâu đấy ạ? Dạ, em cũng được, tại vì là cô chủ đi lấy ạ. Em là nhân viên bán hàng. Các sản phẩm ở đây trong cửa hàng của mình bán, thấy sản phẩm của nó chất lượng rồi các thứ như thế nào? Thì tùy theo từng giá tiền thôi, mức tiền thì dễ xịn hơn, nhiều tiền thì dễ xịn hơn, còn như là trung bình thì đi cũng được lâu. Mỗi một đôi giày thì giá khoảng bao nhiêu, từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Tầm 150 tới có giày 300. Ở đây thì chúng ta sẽ được thấy rất là nhiều những đôi giày nữ rất là đẹp. Và nếu như là bạn nào mà muốn mua tặng quà cho bạn gái của mình nhân dịp sinh nhật thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một địa chỉ khá là hấp dẫn để các bạn có thể đến để lựa chọn. Em đang chuẩn bị chọn cho mình một đôi giày đúng không? Vâng ạ. Em thấy ở khu chợ xanh này thì các mặt hàng được bày bán như thế nào? Bày bán rất là nhiều kiểu dáng với lại cũng nhiều loại giày mình có thể chọn, tham khảo. Ở đây thì anh thấy có rất là nhiều những khu chợ khác nhau. Tại sao em lại không tìm đến những cái khu chợ đấy để có thể là mua cho mình một đôi giày mà lại phải đến đấy? Chợ này thì có nhiều mặt hàng với lại giá cả cũng phải chăng, nên là em lựa chọn chợ xanh. Và chúc bạn xem hôm nay sẽ tìm được một đôi giày thật ưng ý. Cũng giống như rất nhiều khu chợ khác, chợ Nhà Xanh cũng có đầy đủ các mặt hàng như thực phẩm để dùng cá nhân, nhưng chủ yếu vẫn là các loại trang phục như quần áo, giày dép, thắt lưng, túi sách, phục vụ nhu cầu của chị em phụ nữ và các bạn sinh viên. Chợ được họp từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối. Điều có thể dễ dàng nhận thấy khi đến với khu chợ này là chợ lúc nào cũng rất đông đúc. Như là ở đây rất là nhiều đồ nữ thì phải. Dạ em chuyên đồ nữ. Chuyên đồ nữ ạ. Có áo đôi này, hàng lam này ạ. Tức là mình đã có dán niêm yết ở đây đúng không? Dạ vâng. Chị ơi, thông thường thì quần áo này của mình thì lấy ở đâu ạ? Bọn chị đặt may. Cái này có phải là hàng Việt Nam mình không ạ? Là Việt Nam. Cái này thì đối tượng của mình chủ yếu là phục vụ cho sinh viên là đúng không ạ? Vì em thấy là những cái mặt hàng này cũng khá là trẻ chung. Cái này thì phục vụ những người trẻ tuổi. Không cứ là sinh viên, không sinh viên ở đây là sinh viên rất nhiều ấy. Các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy là khu chợ này rất là đông các bạn sinh viên và có rất là nhiều những loại mặt hàng khác nhau, ví dụ như quần áo, giày dép hay là dây lưng, vân vân. Rất là nhiều những phụ kiện mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở phiên chợ này.
Ngỡ ngàng đó là cảm giác chung không chỉ của nhóm phóng viên mà cả đối với rất nhiều các bạn trẻ khi đến với khu chợ này. Khi thấy những tấm biển nhỏ đề giá niêm yết của các mặt hàng như quần jean, áo phông, ví da, dây lưng, rồi những biển hàng thanh lý, siêu rẻ không mặc cả hay siêu khuyến mại rất bắt mắt. À, chào chị ạ. Chị đang sửa quần đúng không ạ? Ở đây là mình nhận cả sửa quần luôn à chị? Vâng. Chị làm ở đây lâu chưa hả chị? Vừa bán hàng vừa biết may như thế này. Ngày thì có nhiều khách lắm không ạ? Với gần 60 năm hình thành phát triển và gần 500 kiosk bán hàng, nên đó là một lợi thế về các mặt hàng được bày bán ở đây. Phong phú, đa dạng, giá cả phải chăng, đó là nhận định của rất nhiều bạn sinh viên khi tới với khu chợ này. Vâng, chị ơi, thế bây giờ em muốn mua cho bạn gái em một cái túi thì chị có thể tư vấn giúp em là em nên mua cái loại màu gì không ạ? Ở đây nó sẽ chia ra làm các loại túi, là túi đi học cũng có, túi đi làm cũng có. Dạ. Vâng. À, ví dụ như mà túi đi làm thì mình sẽ phải dùng những loại túi nào ạ? Vâng, đi làm công sở thì sẽ chọn túi nào ạ? Kiểu dáng của nó khác đúng không ạ? Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy chợ Nhà Xanh có rất nhiều các bạn sinh viên đến đây. Đây cũng được gọi là chợ sinh viên, như chợ được mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỉ khác điều là chợ được mở cửa ban ngày, và còn chợ đêm sinh khác với lại chợ đêm sinh viên là được mở vào ban đêm. Các bạn bán hàng ở đây lâu chưa? Bán được 3 năm. 3 năm. Anh có thể giới thiệu qua cho em về những cái sản phẩm mà đang được bày bán trong gian hàng của mình không? Ở trong này thì thường sản phẩm em bán là cho giới sinh viên. Các sinh viên là chủ yếu. Thì có các loại áo phông, váy với giá rẻ cho sinh viên. Thông thường thì mỗi một bộ trang phục thì với bán với mức giá bao nhiêu tiền ạ? Giá nó dao động từ khoảng 60.000 đến 2.500. Anh thấy đối tượng chủ yếu của quán của mình thì đối tượng chủ yếu là nữ sinh. Những bộ trang phục mà mình đang bày bán thì thông thường thì sẽ được lấy ở đâu ạ? Thường thì mình rất là nhiều nguồn nhập, có thể Sài Gòn hoặc là may ở Hà Nội này. Cái bộ quần áo nào mà mang thương hiệu của Việt Nam mình bán trong này không ạ? Việt Nam thì không mang thương hiệu, nhưng là được may ở Việt Nam. Ta may được ở Việt Nam. May Việt Nam nhưng không có mác ở Việt Nam. Vâng. Em có thể xem qua gian hàng của mình không ạ? Thường thì vẫn được mặc cả. Nhưng mà coi là khách hàng thì được quyền mặc cả, nhưng mà mình được quyền từ chối. Khách hàng là thượng đế đúng không ạ? Thuận mưa vừa bán. Nhưng mà thường thì nếu có thể là mốt thì được. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chị ơi, chị bán hàng ở đây lâu chưa ạ? Ở đây em thấy có rất là nhiều những sản phẩm. Em thấy các sản phẩm được bán ở chợ Nhà Xanh thế nào? Rất đẹp đúng không ạ? Phù hợp với là cả sinh viên thôi đúng không? Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Ban đầu, đây chỉ là khu chợ tạm phục vụ chủ yếu cho người dân khu vực Cầu Giấy sinh sống. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và lợi thế nằm ở trung tâm của rất nhiều các trường đại học lớn, nên chợ Nhà Xanh lúc nào cũng tấp nập người mua sắm. Cô
cô cho cháu một suất bún đậu thôi ạ. Quý vị và các bạn, nếu mà như đến với lại phiên chợ xanh thì chắc chắn là cũng đừng quên cho mình những món ăn dân dã rất là sinh viên, món bún đậu mắm tôm rất ngon ạ. Bà bán hàng ở đây lâu chưa ạ? Bà bán lâu rồi. Bà có biết là chợ của mình có được thành lập từ năm nào không ạ? 2012 này thì là cũng là trên 60 năm. Trên 60 năm rồi đúng không ạ? Trên 60 năm. À, trước đây thì nó có nhiều những cái gian hàng, nhiều ki ốt này không ạ? Trước đây thì chợ của bà thì ở ngoài đường cái. Vâng. Ki ốt thì đại loại là ở ngoài đường thì có nghĩa là nó rất là ít ki ốt. Nhưng mà từ khi vào cái phố Phan Văn Trường này thì bây giờ mới là đặt tên. Vâng. Nhưng trước của bà chỉ là cái ngõ nhỏ. Thế là có nghĩa là chợ của bà được chuyển vào đây thì là trước này. Vào đây thì là từ năm 2000 thì là được hộ kinh doanh là được 250, nhưng đến bây giờ là được khoảng 500. Gần 500 hộ rồi ạ, cũng khá, quy mô nó cũng khá là lớn rồi đúng không ạ? Bà thấy các mặt hàng ở trong chợ của mình thì đa số là gì ạ bà? Trước thì là nói chung hàng gì cũng có. Năm 2011 trở lại đây thì quần áo là nhiều hơn. Vâng. Và chủ yếu là cháu thấy là phục vụ cho rất là nhiều các bạn sinh viên đến đây đúng không ạ? Đúng rồi, phần lớn là phục vụ cho sinh viên. Nhưng con nghĩ là với sự phát triển của đất nước như thế này mà chợ được mở ra dành cho các bạn sinh viên, những người mà có thu nhập thấp, với các bạn sinh viên mà sống xa nhà mà có điều kiện được đến với chợ cũng mua được những cái đồ mà phù hợp với lại giá cả và tiền túi của họ bỏ ra, thì con nghĩ rằng đây là một cái điều rất là tốt với lại các bạn sinh viên khi sống xa nhà đấy. Bên cạnh những cái mặt hàng được bày bán ở trong chợ Nhà Xanh thì quần áo, giày dép và rất là nhiều những đồ dùng khác thì ở đây cũng được bày bán rất là nhiều các sản phẩm có thể là phục vụ cho ăn uống và rất là đậm chất sinh viên nếu như các bạn đến ở với lại khu chợ này. Em thấy là hôm nay đến với chợ Nhà Xanh thì em cảm thấy thế nào? Em thấy đây là lần đầu tiên em đến chợ Nhà Xanh nhưng mà cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì là chợ thì có nhiều mặt hàng phong phú và giá cả thì cũng rất là phù hợp với các bạn sinh viên. Và chắc đây không phải là lần đầu tiên đâu mà có lẽ còn rất là nhiều lần nữa và em cũng sẽ giới thiệu với bạn bè đến chợ Nhà Xanh. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng là không chỉ có Linh mà sẽ còn rất là nhiều bạn khác, rất nhiều những bạn sinh viên đến với chợ Nhà Xanh. Và chúng tôi tin chắc rằng là phiên chợ Nhà Xanh ngày hôm nay sẽ để lại cho quý vị và các bạn nhiều ấn tượng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.